Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video chia sẻ cho tất cả các bạn về cách mua hàng Zara bên Đài Loan và ship về tận nhà ở Việt Nam vừa rẻ mà lại vừa nhanh chóng. Tầm khoảng 3 ngày là chúng ta có thể là hàng về Việt Nam chúng ta nhận được rồi. Thì hiện tại thì nguồn hàng Zara bên Đài Loan có giá rất là tốt, nhiều mẫu sale rất là đa dạng và còn nhiều size cho chúng ta lựa chọn. Do bên tiếng này ít người biết đến và ít dịch vụ vận chuyển cho nên thường mọi người cũng không quan tâm đến. Nhưng thật ra nếu các bạn chọn gom hàng Zara bên Đài Loan thì sẽ rất tốt, vì hàng này sẽ là cùng chung nhà sản xuất, chất lượng hàng hóa chính hãng như nhau. Mà thứ nhất là từ Đài Loan về Việt Nam thì chúng ta có giá cước vận chuyển rất là rẻ, rẻ hơn nhiều so với các nước khác. Thứ hai là thời gian vận chuyển nhanh chóng, chỉ có 3 ngày là hàng đã về Việt Nam. Thứ ba là giá hàng khá là tốt, nhiều khuyến mãi và ít người biết đến cho nên là các bạn có thể tha hồ chọn lựa và không lo hết hàng. Và thứ tư đó là phí ship web bên Đài Loan khá là rẻ, tầm khoảng 80 đại tệ và tương đương là 69.000 Việt Nam của mình. Không như các nước khác thì có phí ship web rất là cao. Nhiều khi chúng ta mua chưa được free ship thì chúng ta phải tốn kém một phần ship web rất là nhiều. Và thứ năm đó là các bạn chỉ cần mua trên 1.500 đại tệ là được free ship rồi. Có nghĩa là tầm khoảng 1.200.000 Việt Nam đồng của chúng ta, cho nên là rất tiện lợi. Thì ok, không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ vào phần quan trọng nhất luôn đây. Các bạn hãy tập trung và theo dõi nhé. Đầu tiên là các bạn vào Google, các bạn search từ khóa là Zara Taiwan, nghĩa là Zara Đài Loan. Thì chúng ta sẽ ra ở đây là Zara Đài Loan đó. Còn tắt ở dưới này là các cái tên miền khác không phải đó. Mình lướt xuống cho các bạn xem đó. Như vậy là các bạn sẽ chọn đúng Zara Taiwan đó. Ngay chỗ này đó. Các bạn click vào ở chỗ này thì chúng ta vào là Zara Đài Loan. Tiếp vào. Rồi, ở đây là giao diện chính. À, người ta hỏi lại là có chắc chắn phải là chúng ta muốn mua ở Zara Đài Loan hay không. Các bạn click vào cái chỗ này, xác nhận. Sau đó thì các bạn hãy lướt xem về tổng quan của web Zara Đài Loan như thế nào. Đó, giao diện có vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong này để chọn các cái sản phẩm. À, các bạn click vào sản phẩm sale đó, thì mình sẽ chọn cái sản phẩm ở cái mục này. À, mình sẽ chọn nhanh cho các bạn, cái việc này rất là đơn giản cho nên chắc chắn ai cũng biết rồi. À, mình sẽ chọn nhanh 3 sản phẩm để mình mua và xem thử cái mức free ship như thế nào thực tế cho các bạn xem luôn. Rồi, các bạn lướt xuống thì tỷ giá Đài Loan cũng thấp thôi các bạn, nó tầm cỡ 850 đồng. À, 850 đồng Việt Nam mình, chưa tới 1.000 á, cho nên các bạn nhân vô nó ra giá. À, rất là nhiều cái sản phẩm vẫn còn hàng. Với cái thời điểm hiện tại thì các cái nước khác Zara dường như đã hết sạch rồi, nhưng mà ở bên Đài Loan là vẫn còn hàng thì chúng ta lựa chọn và mua. Rồi, bây giờ mình sẽ mua cái máy này, tay nhỏ nhất ok. Đó, các bạn xem qua chi tiết về sản phẩm ở nhiều góc chụp. Đó, nếu mà chúng ta đã ưng ý rồi thì các bạn bấm vào là chọn size, sau đó bấm vào cái nút là add vào giỏ hàng thì hàng nó đã được vào giỏ của chúng ta. Bây giờ tiếp tục mình sẽ mua tiếp một cái váy nữa. Mình mua vừa đủ cái mức free ship cho các bạn xem. Ok, váy này. Đó, các bạn click vào. Rồi, chúng ta xem về các cái góc chụp để xem mình có ưng ý hay không. Sau đó các bạn chọn size, kích thước, tùy vào kích thước của mỗi người. Sau đó bấm add vào giỏ hàng. Đó, như vậy là hàng đã được vào giỏ. Và tiếp theo mình sẽ lựa một sản phẩm nữa, rồi mình sẽ mua ngay cho các bạn cùng xem. Rồi, chúng ta kéo xuống. Đó, để chúng ta xem sản phẩm nào phù hợp. Còn nếu mà các bạn săn sale cho khách hàng thì các bạn cứ tìm sản phẩm theo ý của khách để các bạn mua. Đó. Ở Đài Loan vẫn còn rất là nhiều cái sản phẩm
cái các nước khác hiện tại thì đã hết rồi. Đó, cái tàu đứt xuống. Dạ, bây giờ mình sẽ mua cái váy này nữa và sẽ tiến hành thanh toán luôn cho các bạn cùng xem. À, các bạn click vào. Rồi, chúng ta xem chi tiết các góc chụp để xem sản phẩm này có phù hợp hay không. Đó, rồi, mình chọn size S và bấm S vào giỏ hàng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào kiểm tra giỏ hàng của chúng ta. Các bạn click vào giỏ hàng. Là chỗ này các bạn click vào. Rồi, ở đây là giỏ hàng của chúng ta là có 4 món. Thật ra mình mua 3 món thôi. Một món kia là mình test lúc hôm trước mà mình không mua. Bây giờ mình sẽ xóa ra, các bạn click chỗ này. À, xóa một món ra. Rồi, xóa một món ra thì chúng ta còn 3 món lúc nãy vừa chọn hai test. Rồi, sau đó là đây là tập số tiền các bạn đã bao gồm thuế rồi, mà với cái giá tiền này chúng ta sẽ được receipt. Các bạn click vào đây để chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Rồi ở đây thì chúng ta, nếu mà bạn nào đã có tài khoản rồi thì các bạn sẽ nhập email và password ở chỗ này để chúng ta đăng nhập và để mua hàng như bình thường như các nước khác. Còn nếu mà như bạn nào chưa có tài khoản và bữa nay là lần mua đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà đăng ký tài khoản, điền các thông tin ở cái ô này. Đó, đăng ký tài khoản, điền các thông tin để các bạn là tiến hành mua hàng. Và các bạn điền một lần chính xác thì sau này các bạn cứ đăng nhập vào mua thôi. Nó rất là tiện lợi về sau. Đó, các bạn click vào chỗ này. Còn là nếu cái ô này là mình chọn là công ty hay cá nhân thì các bạn nên chọn là cá nhân ở chỗ này các bạn nha. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ điền là địa chỉ email của mình. Thì các bạn chú ý là địa chỉ email các bạn phải là dùng các email nào mà thường xuyên sử dụng và dễ nhớ. Rồi, của bạn nha, email của bạn. Có nhiều bạn là lấy email của bên mình để vô thì sau này web sẽ xác nhận đơn hàng á thì gửi cho mình chứ đâu gửi cho các bạn, cho nên các bạn chú ý là dùng email của các bạn nha. Còn ở đây là password thì các bạn dùng password dễ nhớ là được. Rồi, ở ô chỗ này chúng ta sẽ điền tên và các cái thông tin địa chỉ. Thì nếu như bạn nào cần địa chỉ văn phòng ở Đài Loan để nhận hàng và vận chuyển hàng bao phế trọn gói về tận tay ở Việt Nam thì nhắn tin cho mình để hỗ trợ các bạn. Thì mỗi bạn sẽ có một cái mã khách hàng riêng biệt và cập nhật địa chỉ văn phòng Đài Loan chính xác cho các bạn, có cái bản phân tích cho các bạn điền vào thật là chính xác và tiện lợi. Cước vận chuyển từ Đài Loan về Việt Nam thì nó rẻ thôi, nó tầm cỡ 200.000, hơn 200.000 phí, nhưng mà cái thời gian vận chuyển rất là nhanh, gửi hàng tầm cỡ 3 đến 5 ngày là chúng ta đã nhận được hàng rồi, rất nhanh, tiện lợi, giá rẻ, cho nên là chúng ta có thể là có hàng giao cho khách nhanh để chúng ta là quay vòng đồng vốn, rất là thuận lợi cho các bạn kinh doanh, các shop kinh doanh. Và nếu như các cái mẫu ở các cái thị trường khác hết thì các bạn có thể là mua ở Đài Loan trong các dịp sale thì vẫn còn. Đó, cho nên là đây là một cái lợi thế để các bạn kinh doanh online, gom hàng cho khách rất là tốt. Hoặc là các bạn có sản phẩm ưng ý nhưng mà không tìm được ở các nước khác vì các nước khác bị cạnh tranh thì chúng ta có thể mua ở Đài Loan. Cước rẻ, về nhanh và mẫu mã đa dạng cho chúng ta là chọn lựa. Còn ở đây thì các bạn sẽ điền cái địa chỉ. Đó, đầu tiên là điền tên xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là thành phố. Thì các bạn chọn thành phố là Tây Trung. Đó, mình làm phân tích ra như thế này cho các bạn điền rất là đơn giản và dễ. Và bên Đài Loan các cái web ship hàng rất là nhanh các bạn, 2-3 ngày là đã giao tới rồi, nhanh hơn các nước khác. Các nước khác phải 5-7 ngày, có khi 10-7 ngày mới ship. Rồi, ở đây các bạn điền là quận. Đó, quận thì các bạn điền là Nanfun. Chúng ta bấm lựa chọn thôi, chứ không có cần phải điền. Còn ở đây là địa chỉ. Địa chỉ thì các bạn copy địa chỉ chi tiết của văn phòng Đài Loan vào.
để mà khi mà hàng giao tới thì sẽ có nhân viên nhận hàng và đóng gói cho gọn nhẹ lại, tiết kiệm chi phí cho các bạn và chuyển về Việt Nam. Rồi, ở dòng địa chỉ thứ hai thì ẩm thần điền nha các bạn. Đây là postcode. Postcode của Đài Loan thì gồm 3 số thôi. Chúng ta copy cái postcode vào. Các bạn điền postcode vào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ điền cái ô là số điện thoại. Rồi, như nãy mình nói là cái ô dòng địa chỉ thứ hai không cần tiền thì chúng ta điền ô số điện thoại. Đây là mã quốc gia. Mã quốc gia của Đài Loan là cộng 886 các bạn. Đó, ở đây thì người ta mặc định là mã quốc gia Đài Loan sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần copy số điện thoại chi tiết, số điện thoại của nhân viên kho hàng ở đó để nhận hàng cho chúng ta. Copy, dán vào. Như vậy là dựa vào cái bản phân tích này chúng ta điền rất là nhanh và chính xác. Các bạn điền xong, kiểm tra thông tin chính xác thì chúng ta sẽ click chọn vào cái phần này để chấp nhận các cái điều khoản của website. Rồi, sau đó chúng ta sẽ click vào ô này để chúng ta tạo tài khoản các bạn. Các bạn click vào. Rồi, tiếp theo đây là cái bước mà chúng ta sẽ chọn là phương án giao hàng. Thì các bạn là ở đây là sẽ lấy tại cửa hàng thì các bạn không nên chọn. Chúng ta luôn luôn chọn là giao hàng tận nhà nha các bạn. Thì ở đây được miễn phí nè, các bạn thấy không? Free ship. Cứ trên 1.500 đại tệ là được free ship. Các bạn chọn vào. Và sau đó chúng ta sẽ bấm là continue. Bấm continue ở chỗ này. Để qua bước tiếp theo. Bước này là bước thanh toán. Xong bước này nữa là chúng ta sẽ mua hàng thành công. Các bạn chú ý nha. Ở đây thì có các hình thức thanh toán là Visa, Master và các thẻ nội địa. Thì đa số các bạn dùng thẻ Visa thì chúng ta sẽ chọn vào Visa. Còn bạn nào dùng Master thì chọn Master các bạn nha. Sau khi chọn thẻ Visa xong thì các bạn sẽ nhập thông tin mặt trước của thẻ vào đây. Đó là gồm các cái dãy số ở mặt trước của thẻ. Các bạn nhập vào chính xác và chú ý là thông tin của thẻ các bạn phải bí mật, không được cho người khác nhìn thấy. Người ta thấy, người ta biết, người ta sẽ lấy cái thông tin này ra mua hàng của các bạn thì các bạn sẽ bị mất tiền trong thẻ, cho nên rất quan trọng các bạn nha. Mình luôn luôn dặn các bạn là phải chú ý ở điểm này vì điểm này liên quan tới đồng tiền của chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Rồi, các bạn điền tháng và năm hết hạn của thẻ lên, sau đó là nhập tên của chủ thẻ không dấu in trên mặt trước của thẻ vào ô này. Đó, sau khi nhập xong thì các bạn sẽ bấm là continue. Đó, ở đây cái giá chúng ta này, chúng ta được là receipt rồi đó, các bạn thấy chưa? Rồi, sau đó các bạn click là continue để tiến hành là kiểm tra lại đơn hàng. Trước khi chúng ta tiến hành bước cuối cùng thì chúng ta sẽ là kiểm tra lại thông tin đơn hàng, số lượng món và địa chỉ giao hàng cũng như mã khách hàng của các bạn có đúng chưa. Rồi, các bạn kiểm tra hết bên dưới. Chính xác hết rồi thì chúng ta còn bước nữa thôi là chúng ta sẽ mua hàng thành công. Các bạn click chọn vào là chấp nhận điều khoản web và bấm vào thanh toán, xác nhận thanh toán. Thì trong bước này các bạn sẽ được mua hàng thành công. Và đây, sau 3 ngày thì hàng đã về đến Việt Nam và chúng ta có một cái kiện hàng như thế này. Đối với các bạn là muốn để nguyên kiện hàng hoặc là các bạn muốn là hỗ trợ đóng gói lại cho nó gọn hơn thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và các bạn chú ý là nếu mà xem có chỗ nào chưa rõ thì có thể là nhắn tin cho mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Và qua đây các bạn có thêm được một cái lựa chọn nữa để chúng ta có thể là mua hàng được nhanh chóng và tiện lợi hơn với những cái giải pháp, ví dụ như chúng ta không săn được hàng theo giá rẻ trong các cái đợt theo bên các nước như là Tây Ban Nha, Ba Lan, Anh, Pháp, Đức thì các bạn có thể là chú ý đến thị trường Đài Loan, chúng ta có thể mua được hàng với giá rẻ, giá theo rẻ này, chúng ta có được nhiều cái sản phẩm đa dạng và còn size, cũng như là các bạn có cái chi phí từ Đài Loan về đây rẻ hơn các nước khác thì những cái này là tạo nên cái lợi thế cạnh tranh cho các bạn. Bên cạnh đó thì cái thời gian vận chuyển hàng về nhanh nữa, chỉ chưa đến một tuần
Nếu như cái mùa bình thường á thì có thể là 2 ngày tới rồi, nhưng mà nếu mà ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh hoặc là quá tải thì chúng ta cũng là 3 đến 5 ngày là chúng ta có hàng, thì các bạn sẽ nhanh xoay vòng được cái đồng vốn của mình để chúng ta luân chuyển nhập hàng về, chúng ta bán liên tục, như vậy là sẽ hiệu quả kinh doanh. Rồi, như vậy là bạn nào xem, nếu cần hỗ trợ thêm thì nhắn tin cho mình. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào.